Chiếc mô tô Yamaha XS 155 giờ chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá bán lên đến 77 triệu đồng. Yamaha XS 155 giờ sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ đầu năm 2023 với mức giá niêm yết là 77 triệu đồng. Có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2019 thông qua một số đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu, nay mẫu Yamaha XS 155 giờ sẽ chính thức được Yamaha Moto Việt Nam phân phối chính hãng từ đầu năm 2023 đây là dòng xe rất đáng được mong chờ nhờ thiết kế cổ điển đẹp mắt, nhưng vẫn sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, tạo cảm giác lai phấn khích. XS155 giờ là dòng xe theo phong cách Neo Retro, kế thừa các đặc điểm của dòng XS giờ, thiết kế cổ điển, không quá hầm hố nhưng động cơ mạnh mẽ và dễ điều khiển. Cụm đèn pha được tạo hình bo tròn, được trang bị công nghệ LED. Ngoài ra, xe còn được tích hợp thêm đèn định vị. Mặc dù thiết kế được bo tròn theo phong cách Retro, Xong màn hình lại là LCD thay vì dạng analog cổ điển. Các thông tin hiển thị trên đồng hồ kỹ thuật số bao gồm vận tốc, OCD, lượng xăng. Với tiêu chí chất lượng vượt thời gian, Yamaha XS155 giờ sử dụng ngôn ngữ thiết kế đơn giản nhưng chất lượng. Cụm tay lái có thiết kế đơn giản và được bố trí cao hơn, nhằm tạo tư thế lái tốt hơn. Yamaha XS155 giờ được thiết kế như một người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của người lái. Xe sử dụng bộ vành hợp kim đúc nguyên khối, bộ lốp gai hầm hố bền bỉ, bám đường cực tốt. Cả hai phần bánh trước và bánh sau của xe đều được trang bị phanh đĩa đơn. Về vận hành, Yamaha XS155 giờ trang bị động cơ 4 thì, làm mát bằng dung dịch SOHC, xi lanh đơn 4 van, dung tích xi lanh 155cc với đường kính xi lanh là 58.058.7 mm và tỷ số nén 1161 giúp đạt công suất tối đa 142 kW. 19,3 mã lực, tại 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,7 Nm, 1,5 kgfm tại 8.500 vòng trên phút. Kết hợp với đó là hộp số 6 cấp giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ngoài ra, Yamaha XS155 giờ còn được trang bị bộ ly hợp A và làm giảm lực kéo của cần ly hợp đem, đến khả năng chuyển số mượt mà, trong quá trình giảm tốc một trọng lượng kéo ly hợp nhẹ hơn, giảm mệt mỏi cho người lái. Bộ ly hợp A và S cũng ngăn phanh quá mức qua đó giảm ảnh hưởng đến hoạt động của khung gầm, đồng thời giúp chuyển số nhanh chóng, mượt mà hai Yamaha Xs155 giờ có hai phiên bản màu sắc đen và bạc với giá bán 77 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.